Thưa quý vị, năm 2023 là năm mà cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, cả nước nói chung đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Dù vậy, các doanh nghiệp cảng đã nỗ lực để nâng cao chất lượng dịch vụ, duy trì hoạt động. Và một trong những điểm sáng góp phần để lĩnh vực cảng biển hoàn thành nhiệm vụ của năm qua và khởi đầu cho năm mới 2024 những tín hiệu tích cực, đó chính là việc cảng SSIT đã thành công trong việc đón thử nghiệm 5 tàu có tải trọng lớn. Chuyên mục Cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu kỳ này sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý vị cùng theo dõi. Bến cảng SSIT có chiều dài tuyến bến 600m do công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh dịch vụ container quốc tế Sài Gòn SSA quản lý khai thác. Cảng nằm tại phía phải luồng hàng hải Vũng Tàu Thị Giải, được cấp phép tiếp nhận tàu container có trọng tải đến 160.000 deadweight. Sau nhiều năm hoạt động, SSIT không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ. Và một trong những nỗ lực của cảng SSIT là đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho phép thử nghiệm cho tàu container có trọng tải đến 199.273 deadweight vào rời bến cảng. Trước đề xuất này, Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông đã tiến hành thẩm định luồng tàu tại cảng. Và ngày 20 tháng 10 năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất chủ trương thử nghiệm tàu container có trọng tải đến 199.273 deadweight vào rời bến cảng SSIT. Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu container có trọng tải trên 166.000 deadweight đến 197.273 deadweight vào rời bến cảng SSIT tại quyết định số 1686 ngày 31 tháng 11 năm 2022 và cho phép tiếp tục khai thác thử nghiệm 5 chuyến tàu có trọng tải lớn. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cuối năm 2023, SSIT đã hoàn thành việc thử nghiệm đón và làm hàng cho 5 tàu có tải trọng đến hơn gần 200.000 deadweight. 5 chuyến tàu được tổ chức tiếp nhận an toàn gồm một chuyến tàu MSC Amsterdam, quốc tịch Panama, trọng tải 185.552 deadweight, một chuyến tàu MSC Genova, quốc tịch Germany, trọng tải 166.891 deadweight, hai chuyến tàu MSC Teresa, quốc tịch Panama, trọng tải 166.101 deadweight và một chuyến tàu MSC Dalen, quốc tịch Liberia, trọng tải 175.897 deadweight. Thưa quý vị, để tiếp nhận tàu có tải trọng lớn cập cảng và làm hàng thành công, thì kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng tại khu vực và điều kiện vùng nước trước thủy diện bến cảng SSIT là yếu tố quyết định. Xoay quanh nội dung này, phóng viên chuyên đề đã có cuộc phỏng vấn ông Phan Hoàng Vũ, Phó Giám đốc cảng SSIT, ngay sau khi đơn vị đón thử nghiệm thành công 5 tàu có trọng tải lớn. Sau đây là nội dung phỏng vấn, mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào ông. Thưa ông, trước tiên ông có thể cho biết cơ sở để cảng SSIT đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho phép cảng có thể tiếp nhận tàu có tải trọng lên đến gần 200.000 tấn ạ? Như chúng ta đều biết thì cái xu hướng của các hãng tàu là họ vẫn muốn là nâng cấp cái sức chở của các con tàu container vì cái bài toán quy mô kinh tế thôi. Thì SSIT cũng giống như các doanh nghiệp cảng ở cái mép mà như là CMIT, các cảng bạn xung quanh Jomaling hoặc là TCTT hoặc là TCT cũng đều làm những cái bước là đánh giá về vấn đề kỹ thuật và xin phép cơ quan quản lý ngành để nâng cấp cái khả năng tiếp nhận của các tàu container cỡ lớn đáp ứng yêu cầu của hãng tàu. Thì đối với cảng SSIT chúng tôi thì cũng thực hiện cái việc này vào năm 2022. Và thời điểm đó thì cũng đã tiếp nhận khoảng tầm 4 chuyến tàu một cách rất là an toàn. Thật ra mà nói cái size tàu vào SSIT cũng không phải là một cái size tàu lớn nhất của luồng cái mép. Những cái cảng ví dụ như Jomaling thì cũng đã tiếp nhận tới cái size tàu 232.000 tấn deadweight. Và đối với cái hệ thống cảng của chúng ta thì cái cảng có cái đặc điểm là chia sẻ cái luồng hàng hải chung, cái độ sâu luồng chung, các cái điều kiện khí tượng thủy văn, dòng chảy, gió giống nhau.
và đặc biệt là các cái phương án bảo đảm về an toàn hàng hải được phê duyệt bởi các cái cơ quan chức năng như là cảng vụ Cục Hàng hải Việt Nam cũng như là các cái công ty mà có yếu tố là tư vấn về mặt kỹ thuật, thì doanh nghiệp cảng lúc nào cũng tuân thủ các cái phương án về đảm bảo an toàn hàng hải. Và thực tế cũng đã chứng minh là các cái con tàu lớn vào không chỉ SSCT mà các cảng bạn xung quanh như Jomaling, CMIT, TCTT đều đã tổ chức thực hiện một cách rất là an toàn trong suốt thời gian một vài năm gần đây. Để mà cảng có thể tiếp nhận được tàu có tải trọng lớn như thế thì cảng đã có sự chuẩn bị và công tác phối hợp với các đơn vị liên quan như thế nào hay không ạ? Để làm công việc này thì thật ra đối với doanh nghiệp cảng cũng thông qua các cái tư vấn về mặt kỹ thuật, đánh giá về mặt kỹ thuật, về kết cấu cầu cảng, về các cái phương tiện làm hàng, về các cái đệm va, cọc bích, neo tàu. Và đối với doanh nghiệp cảng thì chúng tôi cũng đã thông qua các cái dịch vụ của công ty tư vấn chuyên ngành để làm cái việc này, và các cái cơ quan quản lý chuyên ngành về hàng hải dựa trên những cái báo cáo, những cái đánh giá đó để ra những cái quyết định. Và tới thời điểm này thì tôi cũng báo cáo là giống như các bạn xung quanh thì SSCT đã thực hiện tiếp nhận các cái chuyến tàu này, đã đạt được cái số lượng theo như yêu cầu của cơ quan quản lý một cách rất là an toàn, hiệu quả, đảm bảo về mặt tuân thủ các cái quy định về an toàn. Và thật ra mà nói thì ngày 13 tháng 12 vừa 2023 thì Bộ Giao thông cũng có văn bản tiếp tục chấp thuận cho cảng SSCT để tiếp nhận các cái size tàu lớn. Thì ngay sau đó là ngày 24 tháng 12 năm 2023, cảng SSCT đã tiếp nhận cái tàu MSC Dalene của hãng tàu MSC vào cảng một cách rất là an toàn vào buổi sáng của ngày 24 tháng 12. Và tàu này đã thực hiện cái việc xếp dỡ 3.300 container đi Mỹ, và sau đó cũng hành trình một cách rất là an toàn, tiếp tục hành trình đi xuất khẩu đi Mỹ. Trên cơ sở thành công vừa rồi thì trong thời gian tới SSIT có kế hoạch như thế nào để mà chúng ta phát huy cũng như là có thể tiếp tục đón những tàu có tải trọng lớn? Với cái yêu cầu của thị trường thì với sự phê duyệt của các cái cổ đông thì cảng chúng tôi cũng mong muốn nâng cấp cái trang thiết bị của cảng để có thể tiếp nhận được các cái size tàu lớn hơn, đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường, đáp ứng được các cái tiêu chí về vấn đề kỹ thuật. Và cái việc này nó chúng tôi cũng nghĩ là nó sẽ đóng góp vào cái chuỗi cung ứng, duy trì cái chuỗi cung ứng bền vững của Việt Nam chúng ta. Và như trong năm 2023 thì mặc dù bối cảnh thị trường cũng có sự sụt giảm, nhưng mà cảng SSCT cũng đã tiếp nhận tổng cộng 383 chuyến tàu, bao gồm tàu container, tàu nông sản, tàu khách. Cái việc này đây là cái sự phối hợp rất là tốt giữa từ doanh nghiệp cảng, từ các cái đơn vị liên quan như là Hoa Tiêu, Tàu Lai, cảng vụ hàng hải địa phương, cảng vụ hàng hải Cái Mép. Và nó đóng góp vào cái việc duy trì cái chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu của Việt Nam, và cũng cho địa phương, cho Bà Rịa Vũng Tàu cũng như là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đồng thời nó cũng đóng góp vào cái nguồn ngân sách thông qua các cái lệ phí hàng hải như là trọng tải phí, bảo đảm hàng hải, các cái phí hoa tiêu phí. Và nó cũng phát huy là chúng tôi cũng mong muốn là những con tàu lớn trong tương lai nó cũng sẽ phát huy cái luồng hàng hải mà Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam đang nạo vét đến -15,5 m, nó sẽ phát huy hơn nữa về cái hiệu quả sử dụng của luồng trong thời gian tới. Xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, sau khi cảng SSIT tiếp nhận an toàn 5 chuyến tàu container có trọng tải đến 199.273 đi quay, ngày 7 tháng 2 năm 2024, Cục Hàng hải Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải báo cáo kết quả thử nghiệm tại bến cảng SSIT và kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận cho phép bến cảng SSIT chính thức tiếp nhận tàu container có trọng tải đến 199.273 deadweight. Nếu được tiếp nhận chính thức, đây sẽ là cơ hội tốt cho SSIT trong năm mới 2024.
Chương trình Cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.